Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Fundo TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Fundo TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 23 tháng 5 biến động nhẹ ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm trong nước. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 5, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh tăng đối với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu tại Indonesia, trong khi đó ở các nước khác vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, trong phiên vừa qua, ghi nhận giá tiêu đen xuất khẩu tại cảng Lampung tăng 10 USD trên tấn lên mức giá giao dịch là 6.000, nên giao dịch ở mức là 3.607 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng được 16 USD trên tấn lên mức giá là 6.134 USD trên tấn, với mức tăng là 0,28% và 0,26%. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định với mức giá 2.950 USD trên tấn. Trong khi đó, ở Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng đi ngang ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít vẫn ổn định với mức giá 3.500 USD trên tấn và 3.600 USD trên tấn. Còn giá tiêu trắng xuất khẩu là 5.000 USD trên tấn. Thưa các bạn, là quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Việt Nam và Brazil, Indonesia ổn định lượng xuất khẩu ở mức trung bình 45.533 tấn trên một năm trên năm trong giai đoạn từ 2013 tới 2022. Cùng với sự sụt giảm sản lượng, chính sách Zero Covid của Trung Quốc và các yếu tố khác đã làm cho lượng xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia trong năm 2022 giảm 22% so với năm 2021, chỉ đạt 29.580 tấn. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Indonesia xuất khẩu 6.050 tấn hồ tiêu, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá tiêu điều chỉnh giảm 500 đồng trên 1 kg ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm. Sáng nay, giá hồ tiêu thu mua trong khoảng 74.000 tới 76.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức giá 75.500 đồng đến 75.600 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, sáng nay giá hồ tiêu thu mua ổn định với mức giá 74.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, ghi nhận ổn định với mức giá 74.100 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức 76.500 đồng 1 kg, giảm 500 đồng so với phiên trước đó. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước sáng nay ghi nhận ở mức 76.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 75.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, Trân Châu vẫn là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong quý 1 năm 2023, với khối lượng đạt 5.393 tấn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu ghi nhận giảm 29,2%. Ngoài ra, xuất khẩu của Nespai Việt Nam cũng giảm đi 19,1%, đạt 4.214 tấn. Xuất khẩu của Olam Việt Nam đạt 3.851 tấn, giảm 41,8%. Khối các doanh nghiệp trong Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, xuất khẩu chiếm 56,8%, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong quý 1 năm 2023, nhìn chung lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đã giảm đi so với năm trước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.